Hôm nay Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn dược liệu đại hoàng. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm nhiều những vị thuốc mới khác nhé. Đại hoàng là vị thuốc được sử dụng trong các bài thuốc đông y, thường được dùng trong điều trị thông tiện, trục ứ, thông tinh, cầm máu, ăn không tiêu. Video sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về một số công dụng và cách dùng đại hoàng. Đại hoàng còn được gọi với cái tên khác là hỏa sâm, hoàng lương, tứ quân, cẩm trang hoàng, cẩm vân, xiên quân. Dược liệu đại hoàng là cây nhập ngoại, cần được trồng ở miền núi cao như Sapa mới thu hoạch được. Cây đại hoàng ưa khí hậu ẩm mát ở những vùng núi cao trên 1 km so với mặt nước biển. Cây đại hoàng được trồng bằng cách gieo hạt. Đại hoàng trồng sau 3 năm thì thu hoạch được. Vào tháng 9 đến tháng 10, người ta thường đào cả cây, cắt bỏ thân chồi, rễ con, lấy củ, cạo vỏ ngoài, rửa sạch, để nguyên củ hay bổ đôi ra phơi cho mau khô. Đặc biệt lưu ý không nên dùng dao sắc thiết để cạo vỏ ngoài củ, vì làm như thế sẽ biến củ đại hoàng thành màu đen. Công dụng của đại hoàng: đại hoàng có vị đắng, tính hàn, có tác dụng điều hạ khí. Tính hàn có thể tả hỏa nên sẽ giúp tiêu nhiệt, thông tràng, đau bụng do táo bón, tiêu tan tụ huyết, lương huyết giải độc. Ngoài ra đại hoàng còn được dùng để điều trị ứ máu, vết thương bầm tím, tắc kinh ở phụ nữ, nôn ra máu, chảy máu cam, tiêu viêm ứ, bỏng nóng, sức ở ngoài. Cách sử dụng đại hoàng trong điều trị bệnh: bài thuốc hỗ trợ điều trị chảy máu mũi, nôn ra máu, tâm khí bất túc. Đại hoàng 80g, hoàng cầm, hoàng liên, mỗi vị 40g, rửa sạch, cho thuốc vào nồi sắt nấu với 3 chén nước đến khi cạn còn 1 chén, chắc nước thuốc và uống ngay khi thuốc còn ấm. Bài thuốc hỗ trợ điều trị bụng dưới đau như cắt, sản hậu ứ huyết, huyết trệ, kinh bế. Đại hoàng đào nhân mỗi vị 12g, huyết trùng 4g, đem các vị sắc nấu cùng với 3 chén nước cạn còn 1 chén, duy trì uống một thang một ngày. Bài thuốc hỗ trợ điều trị đánh đập, sưng đau: đại hoàng 1 cho vào giấm trộn đều, bôi vào vết thương. Để hiểu thêm về đại hoàng cũng như những thảo dược khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là sản phẩm đại hoàng. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video khác bổ ích hơn nhé.